Xin kính chào toàn thể bà con. Vâng, tôi đang quay cho bà con video trực tiếp tại tổng kho thiết bị Hồng Phúc nhé. Chúng tôi là chuyên nhập khẩu và phân phối bán buôn bán lẻ các sản phẩm tời cáp quay tay, tời lâng hạ khung dạp cưới, tời kéo gỗ, tời chế loa đài, vâng, tời chế xe lâng. Đây, trước mắt bà con đó là sản phẩm tời quay tay, hàng hạn lẫy nhé, hàng an toàn tuyệt đối, nhông hợp kim nhé, hàng Đài Loan. Mã sản phẩm có mã 600, 800. Đấy. Hai sản phẩm này thì chúng tôi đang phân phối mạnh cho anh em dùng tời lâng khung dạp loại cột nhỏ từ 48 trở về nhé. Đấy. Mã 600 và mã 400, tải trọng là 300 cân. Đấy, sản phẩm mã 1000 và 1200 này, có cáp hoặc không cáp nhé. Đây là nhông hợp kim nhé. La răng đúc kép này, bà con nhìn rất chi là chắc chắn nhé. Đi theo cáp hoặc không này. Tải trọng kéo là 500 cân, tải trọng lâng là 200 cân. Vâng, giá thì bán buôn bán lẻ toàn Việt Nam luôn. Các sản phẩm mã 2000, 2500 và 3000, các sản phẩm này thì chuyên dụng để chế xe lân, kéo gỗ và kéo các vật dụng nặng nhé. Hàng này sẽ đi là hai nhông nhé. Các bà con nhìn này, hai nhông này, chạy nhông trước hoặc nhông sau nhé. Là răng đúc kép nhé. Đấy, hàng nhông hợp kim đi theo 9 mét cáp. Đây là mã 2000 này, tải trọng kéo 900 cân, tải trọng lâng là 300 cân. Mã 2500 này, tải trọng kéo là 1,2 tấn, tải trọng lâng là 600 cân. Và mã 3000 nhé, tải trọng kéo là 1,5 tấn, tải trọng lâng của nó là 900 cân. Và trên đây là các sản phẩm tời cáp quay tay tự hãm, hàng Đài Loan nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành 1 năm, tem đỏ nhé. Có cáp hoặc không cáp tùy nhu cầu của bà con lựa chọn. Đấy, tiếp theo là các sản phẩm tời tự hãm này, tời tự hãm này, hàng chính hãng, vâng, bảo hành cũng 1 năm luôn. Đấy, mã 1002 này, mã 1002, mã 1008, vâng, mã 1008, mã 1002 tải trọng là 550 cân, tải trọng lâng của nó là được 200 cân. Mã 1008 tải trọng kéo là 900 cân, tải trọng lâng là 300 cân. Mã 2006 tải trọng kéo là 1,4 tấn, tải trọng lâng là 600 cân. Đấy, 3 loại tời tự hãm chuyên dụng nhé. Hàng thì đang hot nhất thị trường hiện nay. Và do được thiết kế bắt mắt này, các hệ thống nhông bao hộp cáp gọn gàng, sạch sẽ. Đấy, các sản phẩm tời tự hãm này. Và tiếp theo đó là hai mẫu sản phẩm tời của Trung Quốc này, vỏ sẽ là vỏ vàng nhé. Đấy, vỏ vàng, mã 1400 và mã 2500 thì chất lượng của nó là sắt mạ kẽm này, cho nên là trông nó sẽ không được bắt mắt lắm. Giá tiền thì cũng rất chi là rẻ so với các sản phẩm hàng Đài Loan cũng như là hàng tự hãm nhé. Đấy, ai có nhu cầu liên hệ đến tổng kho Hồng Phúc nhé, địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội để được tư vấn các sản phẩm phù hợp nhất cũng như là tiện ích nhất với công việc của mình. Chúng tôi thì chuyên nhập khẩu, phân phối, bán buôn bán lẻ nhé, giao hàng toàn quốc luôn. Ai cần cứ liên hệ. Ngoài tời ra thì chúng tôi có các loại móc cáp và dòng dọc. Và dòng dọc loại 200 cân, 100 cân, 300 cân chuyên dụng để lắp các đầu cột để kéo khung dạp này. Đây là móc cáp loại chuyên dụng nhé, móc xịn luôn ạ. Và rất mong được hợp tác cùng quý bà con nhé. Xin chào bà con.